nhằm nắm bắt những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp để kịp thời có phương án tháo gỡ, hỗ trợ. Và sáng nay, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì đã có buổi gặp gỡ, lắng nghe đề xuất của doanh nghiệp trên địa bàn. Các vấn đề liên quan tới nguồn vốn, thuế, phí tiếp tục là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm và cho ý kiến. Theo đó, bước sang quý tư năm 2022, bắt đầu xuất hiện những tín hiệu khó khăn trong đầu tư, sản xuất, xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, bị ép giá, phải thu hẹp sản xuất, giảm nhân công. Trong khi đó, việc tiếp cận, giải ngân vốn còn nhiều khó khăn, lãi suất cho vay đang ở mức cao, khiến nhiều doanh nghiệp hết sức lao đao. Tỷ suất lợi nhuận rất thấp do cái lãi suất ngân hàng. Với cái nhóm hàng này mà sản xuất 10%, chịu không có nổi. Và các cái nguyên liệu điện, đồ các thứ. Và còn một cái tình hình nữa, cái tỷ lệ đầu tư cho vốn trung hạn chỉ được có 30-40%, trong khi cái vốn dài, cái vốn ngắn hạn thì 60-70%. Cái này cũng là một cái rất là bất hợp lý. Khó tiếp cận tín dụng là do điều kiện cho vay thắt chặt. Thì cái này là thuộc thẩm quyền của ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, nếu những ngân hàng thương mại nào gây ra những ách tắc thì chúng tôi mong muốn nhận được cái sự phản hồi cụ thể để chúng tôi cùng tháo gỡ. Không chỉ về vốn, các khoản thuế, phí thì cũng đang tạo áp lực lớn cho các doanh nghiệp. Cần xem xét cơ chế miễn, giảm thuế, phí hợp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, phát triển. Một cái xe chạy ra đường một tháng phải 6 triệu là ít nhất, là chưa kể các phí khác, là phí chết luôn. Cái này, cho nên cái phí hạ tầng đường bộ đó là cái này là của Trung ương thì là đề xuất là trực tiếp luôn là giảm 50%. Cái phòng cháy chữa cháy, tôi nói luôn là cái quy định phòng cháy chữa cháy hiện nay là Việt Nam là cái quy chuẩn là nhất thế giới. Trước đây á, chi phí xây dựng một cái kho 1 mét vuông có thể 5,5-6 triệu 1 mét vuông. Nhưng bây giờ hiện nay nếu mà xây dựng thì tăng thêm 30% bởi vì cái quy định của phòng cháy chữa cháy. Phần nào của cấp trên thì chúng ta báo cáo, phần nào của chính mình thì mình cố gắng ra sức thực hiện. Và cái cuối cùng của chúng ta là phối hợp với nhau để mới đúng nghĩa của nó là đồng hành. Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp, chính quyền thành phố đồng hành với lại doanh nghiệp thì chúng ta mới tạo ra được một cái sự phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng để tạo môi trường nền tảng cho doanh nghiệp hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới.